Xin chào tất cả các anh, các chị đang xem kênh YouTube của Shop Tuấn Hương chuyên giày si chính hãng ạ. Hôm nay thì em lại lên giày tây cho mọi người nhá, cho các anh nhá. Giày tây này thì hôm nay em lại xả tiếp mọi người nhá. Em xả để em nhập hàng mới về nhá. Đến với mã đầu tiên nhá. Mã này là mã 21 nhá. Mã 21 size 42 mọi người nhá. Rất là mới và da thì rất là bóng nhá mọi người nhá. Bên em mã này mã D21 nhá, size 42 nhá. Hôm nay em sale còn 250k mọi người nhá. 250k. Mã tiếp theo nhá. Mã này là mã D17 nhá, chân 41 nhá. D17 này, chân 41 này. D17 chân 41 này. Hiệu là Tendy nhá. Mã D17 chân 41 nhá. Em cũng sale còn 250k rồi nhá. Hôm nay em cũng sale còn 250k. Tiếp nhá. Một đôi giày tây nữa, dây này giày buộc dây nhá. Mã này là mã T1 size 42 nhá. T1 là size 42. T1 size 42. Đôi này em cũng sale còn 250k rồi nhá. Hôm nay em sale rất nhiều đôi đẹp nhé. Mã này là mã T5 nhé. Đôi này đôi đặc biệt. Giày này là giày của Hàn nhé. Giày một thương hiệu nổi rất là nổi tiếng của Hàn nhé. Đôi này em cũng sale còn 250k nhé mọi người nhé. Hiệu của Hàn mọi người nhé. Của Hàn. Em cũng sale còn 250k. Tiếp nhá. Mã này là mã T34 nhá, chân 40,5 41 đi vừa mọi người nhá. Chân 40,5 41 đi vừa nhá. Hiệu này. Enkento. Đây là em chưa nhét lõi thế thành ra là nhìn nó kiểu hơi bị móp thôi chứ còn lên form rất là đẹp nhá mọi người nhá. Tiếp ạ. Một đôi giày lười nhá. Đôi này màu da lộn nhá, màu be nhá. Mã D0 chân 42 nhá, em cũng sale còn 250k nhá. Size 42. Rất là mới nhá mọi người nhá. Em zoom đế mọi người xem. Rất là mới nhá. Tiếp ạ. Đôi này là mã T9 nhá. Chân 43 nhá. Hôm nào hôm trước anh nào chân 43 nhở. Chân 43 ấy. Hiệu này. Hiệu đây nhá mọi người nhá. Hôm trước anh nào hỏi em là có chân 43 không ấy. Thì lát xem nhá, xong rồi là lấy đôi này thì kết bạn Zalo với em, xong rồi là chụp ảnh gửi cho em hoặc đọc mã đọc size nhá mọi người nhá. Tiếp này. Đôi này mã T13 nhá, chân 40 nhá. T13 chân 40. Đôi này em cũng sale còn 250k thôi. 250k nhá mọi người nhá. Tiếp một đôi giày tây nhá. Đôi này thì rất là bóng nhá. Đôi này mã T38 chân 42 nhá, 350k hiệu à. Hiệu đây mọi người nhá. Made in Korea nhá, chân 42 nhá. Em cũng sale còn 250k nhá mọi người nhá. Giày của bên em đa số là giày của các nước và chủ yếu là Hàn nhá mọi người nhá. Ui, có đôi này màu nâu gỗ đẹp này. Rất là đẹp nhá. Đôi này mã D29 nhá. Chân 40,5, 41 đi vừa nhá. Hôm nay em cũng sale còn 250k thôi. Em xả bỏ để em nhập hàng mới về mọi người nhá. Hàng đang về rất là nhiều nên là em phải dọn nhà cho đỡ chật thôi.
Tiếp này. Mã này mã T6 nhá. T6 size 41 nhá. T6 size 41 nhá. Hôm nay em cũng sale còn 250k mà nhá. 250k. Đấy. Hiệu rồi. Mọi người thích đôi nào ấy, muốn xem ảnh thực tế của giày ở bên ngoài ấy, thì kết bạn Zalo với em nhá. Thì em sẽ chụp ảnh thực tế nhất của giày ở bên ngoài cho mọi người xem để mọi người có thể lựa chọn nhá. Mã này mã D15 nhá, chân 41,5 nhá. D15 này, chân 41,5 này. Em cũng sale còn 250k. Tiếp nhá, một đôi giày lười nữa này. Mã này mã D16 nhá, chân 41 nhá. D16 chân 41. D16 chân 41 nhá. Đôi này em cũng sale còn 250k nhá. Lại một đôi giày lười nữa này. Rất nhiều giày tây đẹp mọi người nhá. D30 chân 40,5, 41 đi vừa nhá. Em cũng sale còn 250k nhá mọi người nhá. Tiếp. Mã này mã T35 nhá, chân 39 nhá. T35 chân 39 nhá. Hiệu của nó này. Đấy. T35 chân 39 nhá. Em cũng sale còn 250k nhá mọi người nhá. Những giày này bình thường em bán là 350-400 nhá mọi người ạ. Mã này mã D1 nhá, size 40 nhá. D1 nhá, size 40 nhá. Em cũng sale còn 250k. D1 size 40, 250k nhá. Rock pot nhá. Tiếp ạ. Giày tây mũi nhọn nhá. Đôi này mã D7 size 41 nhá. D7 size 41. Đây là em cũng sale còn 250k nữa mọi người nhá. D7 size 41. Các bạn một đôi giày lười nữa nhá. Đây là mã T12 chân 42 nhá. T12 chân 42 nhá. Em cũng sale còn 250k nhá. Tiếp nhá, D2 này. Size 39,5 nhá. 40 đi vừa nhá. Size 39,5, 40 đi vừa nhá mọi người nhá. Tiếp nhá, một đôi giày lười nữa này. Mã này mã D28 chân 39,5, 40 đi vừa nhá. 39-40 rất là nhiều mẫu nhá mọi người nhá. Anh nào mà chân 39-40 thì lấy giúp em nhá. Rất nhiều mẫu mã đẹp, nên em lên rất nhiều mẫu đẹp đấy. Tiếp ạ. Mã này mã T11 nhá, size 39 nhá. Cũng size 39 nhá mọi người nhá. T11 size 39. T11 size 39 nhá. Tiếp lại một đôi giày lười nữa này. Mã T2 nhá, chân 40,5 41 đi vừa nhé. Mã T2 nhá, chân 40,5 41 đi vừa nhá mọi người nhá.
rất nhiều mẫu giày lười cho mọi người xem nhé mọi người nhá. Giày là kiểu em nhét ở dưới ấy, xong rồi em còn chưa nhét form ấy, thành ra là nhìn nó hơi ấy thôi, chứ còn mọi người mà đây nhá, form giày nó sẽ như thế này, mã T40 chân 42 nhá, T40 chân 42 nhá mọi người nhá. Em cũng xả còn 50k nhá. Em cũng xả còn 250k mọi người nhá. Tiếp nhau một đôi màu nâu nhá. Đây này mã D10 trên 42 nhá, màu nâu nhá mọi người nhá. Trên 42 màu nâu nhá mọi người nhá. Chương trình xả giày thể giày Tây Nam hôm nay đến đây là kết thúc nha mọi người nhá. Em sẽ lên cập nhật các mẫu tiếp theo nhá mọi người nhá. Em tranh thủ bây giờ thì phải đi đóng hàng cho khách nữa. Đấy, anh nào mà thích đôi nào từ nãy giờ ấy thì kết bạn Zalo với em nhá, đọc mã đọc size hoặc là chụp ảnh gửi cho em là tốt nhất, em tìm cho nó dễ. Tại vì hàng nhà em thì còn rất là nhiều và lênh lẩy hàng ở nhà luôn. Thành ra là mọi người chụp ảnh thì em sẽ lựa cho nó dễ nhá mọi người nhá. Em chào tất cả mọi người nhá.